Nhóm người ra đường to tiếng khi bị hỏi, mạnh miệng, cao lắm 50 triệu. Bị xử lý do vi phạm phòng chống dịch, người phụ nữ liên tục xúc phạm lực lượng chức năng, còn người đàn ông tuyên bố, cao lắm 50 triệu, đừng gửi giấy thông báo về nhà, kinh lắm. Tối mùng 10 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cho biết đã giao các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ sự việc một nhóm người có hành vi vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID-19, sau đó xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ. Toàn bộ quá trình vi phạm đã được thành viên tổ công tác phường Thắng Tam quay clip lại. Theo nội dung clip, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 9 tháng 8, tổ công tác của Ủy ban Nhân dân phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu phát hiện ô tô 4 chỗ mang biển số thành phố Hồ Chí Minh lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Lúc này trên xe có 4 người, ba nam, một nữ có dấu hiệu sử dụng bia rượu thì bị yêu cầu xuống xe. Người phụ nữ to tiếng xúc phạm lực lượng chức năng, tất cả không xuất trình được giấy tờ chứng minh ra đường với lý do chính đáng. Tại bàn làm việc, hai người đàn ông đã kéo khẩu trang xuống châm thuốc hút, một người cao giọng tuyên bố, cao lắm 50 triệu. Đừng gửi giấy thông báo về nhà là được, kinh lắm. Bước đầu, những người trình bày tên Lê V, T, 58 tuổi, Trần H, T, G, 42 tuổi, Vũ D, D, 25 tuổi, Hoàng G, T, H, 25 tuổi cùng trú tại thành phố Vũng Tàu. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang xác minh danh tính do chưa xác minh được giấy tờ tùy thân, có dấu hiệu khai báo gian dối. Lực lượng cảnh sát giao thông sau đó đã đến phối hợp, kiểm tra người điều khiển ô tô, phát hiện tài xế có nồng độ cồn 0,737mg trên 1 lít khí thở. Cảnh sát giao thông đã tạm giữ xe ô tô để xử lý theo quy định.